Vâng, thưa các bạn, Thành Long Vlog xin tiếp tập 18 phần giải thuyết Người có điềm lành của cô Trúc Lâm Nương, phần 2 Thiên Thơ. Trong các thánh giảng cũng như mấy vị có huệ và điềm lành đều nhận rằng nước Việt Nam sau này sẽ dẫn đầu thế giới trong ngày hội Long Hoa. Thánh Chúa xuất hiện trên đất nước Việt Nam nhưng chưa giải bày rõ tại đâu nước Việt Nam hữu phúc và sẽ là cõi trung ương sau này, nghĩa là trung tâm điểm của nền văn minh thượng ương. Cô Trúc Lâm Nương cho biết Thánh Chúa sẽ xuất hiện ở Bảo Giang Môn nhưng không nói Bảo Giang Môn ở đâu. Nay Nhân đọc quyển Con Đường Nào của tác giả A.T.I. có thấy giải thuyết những chỗ thắc mắc ấy nên chúng tôi xin trình bày ra đây để quý vị thêm sự hiểu biết về vấn đề tận thế và hội Long Hoa. Cứ theo tác giả thì quyển Con Đường Nào viết theo tài liệu quyển Huyền Diệu Thiên Thơ, và tác giả may mắn được một vị nhân tặng cho ở vùng núi Thất Sơn. Trước khi vào vấn đề, tác giả nêu lên bài thơ có thể nói tóm lược những điều sấm giảng đã giải về cõi đời hạ ngương, hiện tượng khi sấm nổ, hội Long Vân và Long Hoa, tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất, giống dân Hồng Lạc lập nên dòng Bích Ngọc sau này. Chỉ có 8 câu thơ mà gồm đủ các diễn biến của nước Việt. Việt Nam xuất hiện hạ ngương kỳ, thánh tổ lâm phàm hiệp ngũ chi, 3 tiếng sấm vang khai địa nguyệt, 7 nguồn thủy dẫn tảo sơn kỳ, rồng mây Phật hội phong thần mạng, sen nở long hoa hội quốc quy, ớ hỡi lạc hồng nền Bích Ngọc, vững vàng chúa ẩn hạnh duyên tùy. Cốt yếu của quyển Con Đường Nào là quyết định chắc chắn cho thánh nhân ra đời hay chăng. Đó là mục đích của quyển Con Đường Nào, mục đích tìm thánh nhân. Và vì đâu nước Việt Nam phước được thánh nhân xuất hiện và xảy ra một giống dân Bích Ngọc sau này. Muốn đạt được mục đích tìm thánh nhân ấy, tác giả nêu lên hạ nguyên lý làm một phiên trong sự suy cứu. Phần 1, nguyên lý cõi trần sắp có thánh nhân ra đời. Phần 2, nguyên lý thánh nhân ra đời. Trước hết, chúng tôi đề cập đến nguyên lý thứ nhất, muốn biết có thánh nhân ra đời hay không. Tại giả xét qua thấy mấy khoản sau đây. A. Văn minh vật chất hiện tại về phương diện khoa học thì loài người đã thông minh tuyệt bậc, phát minh nhiều máy móc tên tân xảo. Nếu sánh với 50 năm về trước thì trình độ ngày nay đã tiến hóa rất nhiều, từ chỗ phiền phức đến chỗ giản tiện mỹ thuật. Và phương tiện sinh lý, tình cảm, tư tưởng và xác thân của người đời nay biến hóa đến chỗ mịn màng, sắc sảo thông minh. Một hiện tượng là trẻ con ngày nay có nhiều cảm tưởng rất sâu xa. B. Phong tục nhờ sự giao thông mau lẹ
phong tục của xứ này chịu ảnh hưởng xứ kia mà thay đổi. Con người bên Á Châu tiêm nhiễm trực tiếp hay gián tiếp nền văn minh thế giới mà không hay. C. Sự chênh lệch tinh thần bị văn minh khoa học cám dỗ, con người ham mê theo vật chất kim thời, lăn mình vào cuộc chiến đấu để thỏa thích tâm phàm, quỳ quá say mơ vật chất mà một ngày một sao lãng phần cao siêu của tinh thần. Chính vì đó mà cuộc đảo lộn xoay vần đang lôi cuốn chúng sinh vào đời mạt pháp. D. Giải giáo lý xưa hết hiệu lực. Tác giả đưa ra phương Phật giáo suy vi ngày nay để chỉ rằng giáo lý xưa không còn hiệu lực nữa. Mặc dù hôm nay chúng ta thấy Phật giáo còn thịnh hành, nhưng chẳng qua là sự tín ngưỡng thờ phụng mà thôi. Đường tu luyện bị sai xiển rất nhiều, hoàn toàn hỗn loạn, lôi kéo con người ngày càng xa đường đạo. Mặc dù còn mỗi ngày lễ bái cúng đốt hương, mà sở dĩ có cảnh tượng suy đồi ấy là bởi ngày nay cảnh đời hiện tại khiến người giàu thì ham mê vật chất, đeo đuổi theo danh lợi nhãn tiền, sung sướng tạm thời trong vật dục, không cần đến đường đạo hạnh cao thâm. Còn kẻ nghèo thì vấn đề cần sống còn đau đầu óc lo nghĩ đến đạo đức. Chính vì thế tâm phàm không thể bình tĩnh mà tu niệm nơi am tự chùa chiền, còn bị tàn phá nơi miếu võ, còn bị tiêu tan, huống chi là kẻ thường dân làm sao phải bị đảo điên trăm bờ. C. Thời loạn bắt buộc. Tác giả nhận rằng hiện nay chẳng riêng gì nước Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều lâm vào tình cảnh của một cuộc nổi loạn. Vì sự cần sống mà con người nhập phe đảng để tranh đấu nhau. Chính đó là nguyên nhân của cuộc nội loạn nước nào theo nước ấy. D. Đời sắp tàn. Vì đâu đời sắp tàn? Tác giả đưa ra hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, vì sự cần sống mà loài người sinh ra tội ác đến cực điểm, sát hại nhau không biết gớm. Đời càng chế tạo máy tinh vi, màu nhiệm, khí giới tối tân lợi hại mà thiếu đích đức hạnh hiền lương, thì càng dẫn đến con người đến chỗ tàn sát nhau không dứt được. Mà đó cũng là cơ tạo hóa khiến hạng người hung ác phải tiêu diệt, còn hạng người hiền lương thì được sống sót để lập lại nền tảng cho giống dân. Đời thứ sáu ra đời. Phần 2. Theo luật vũ trụ thì trái đất phải thay đổi cảnh vật núi sông biển vào khoảng 2.100 năm một lần và biến chuyển, lấp biển dời sông, biên giới sụp đổ một kỳ là 12.000 năm. Mỗi lần thay đổi sang hà thì mỗi lần chúng sanh biến động tâm lý, xác thân cũng theo cảnh trần mà biến hóa. G. Từ trí huệ đến giải thoát. Với sự phát minh khoa học,
con người đã tiến đến một trình độ quá cao về vật chất lẫn tinh thần. Trong thế kỷ này, chúng sanh phần nhiều đã đến trình độ tiến hóa vật chất lẫn tinh thần. Trong thế kỷ này, chúng sanh phần nhiều đã đến trình độ tiến hóa vật chất cực điểm, tầm đến nguyên lý sinh tồn của vạn vật. Cái luật vũ trụ tiến hóa vô cùng hơn hồi đời xuân thu bên tàu nữa. Nhưng vì quá đắm đuối theo vật chất mà thành ra mê chấp. Chính vì sự mê chấp mà con người phải đi đến chỗ tận diệt. Hạng người tiến hóa không kịp trình độ giải thoát thì bị tiêu diệt. Còn hạng người đủ điều kiện giải thoát thì được sống sót, tạo lập đời mới cho giống dân Bích Ngọc. Giống dân này phải nhờ bậc thánh nhân Lâm Phàm chỉ dạy phương pháp giải thoát đường mê chấp. Xét qua các nguyên nhân vừa kể trên, tác giả đã kết luận thế nào cũng có thánh nhân ra đời trong thời kỳ này. Nguyên lý thánh nhân ra đời. Muốn biết thánh nhân giáng sinh ở xứ nào, cần phải xét qua ba điều kiện. Thời thế. Thời thế là thời cơ vận mạng của một nước và thế lực thạnh suy của nhân dân. Thời thế hiện nay cho đúng sự cần dùng sức lực của thánh nhân. Hoàn cảnh. Phải đủ hoàn cảnh thuận tiện địa thế và xã hội, nghĩa là thánh nhân giáng trần trong cảnh. Trên thì hạp lòng trời, dưới thì hạp lòng chúng sanh, để cho Ngài dạy dỗ được mau lẹ. Về nhân tâm, do duyên nghiệp và trình độ con người trong đường tu niệm, nếu nhân tâm không đầu óc tu niệm, tâm trí hoang mang theo vật chất, lòng dạ độc ác tham lam, thánh nhân nào có ra đời nơi ấy được đâu. Ngài ra đời không hợp với nhân tâm, ai hưởng ứng theo Ngài. Bởi vậy Ngài lựa chọn xét nào có tuyền duyên hiền lành với Ngài và bậc thánh nhân thường được chứng quả đến La Hán Phật, được quyền tự do lựa chọn cho đầu thai giúp người. Nếu như không giúp đời bằng cách giáng trần, không đầu thai cũng được, vì La Hán Phật đã thoát luân hồi quả báo rồi. Phần đông có chí tu hành và phải đến các nấc thang tiến hóa, cần được Ngài mới lên phàm giúp đỡ. Xét vào đủ điều kiện trên thì nơi đó thánh nhân xuất hiện chẳng sai. Bây giờ các nước trên thế giới coi xứ nào có đủ ba điều kiện ấy. Trước hết, tác giả xét qua các nước bên Âu Châu thì thấy rằng gần hết cái nước văn minh bị khoa học trói buộc, lôi kéo vào cảnh tham vọng tài sản, vật chất, quên hết sự quý báu tinh thần. Tuy rằng có một vài người tu hành đắc đạo và thông thiên học xuất hiện ra giải thuyết huynh đệ đại đồng trong các dân tộc chúng ta, không quên phong trào thôi miên học giúp đỡ người Âu rất nhiều về sự thức tỉnh tinh thần, khỏi đường làm mê vật chất. Nhưng người Âu bị khoa học có kết quả nhãn tiền, làm thỏa mãn tâm phàm vật chất
lôi cuốn quá mạnh. Thành thử một bên thì lăn xả vào đường tranh đấu, còn một bên thì an phận với chủ nghĩa huynh đệ đại đồng của giáo lý thông thiên học đang hồi thạnh hành khắp nơi. Xét qua Ấn Độ thì mặc dầu ở nước này có Trung ương Hội Thánh truyền giáo lý thông thiên học, nhưng các bậc ấy còn thiếu điều kiện tạo đời an lạc. Vì một vị tiên tri hay Phật muốn xuống trần phải có 6 điều kiện căn bản sau này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là bản sao lưu quyển sấm trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đã 50 năm bị ảnh hưởng thời gian nên bị mờ chữ, và nên các bạn thông cảm những câu văn từ không trọn vẹn nhiều và phần vấp lỗi. Nếu các bạn có quyển chính cho Thanh Long Vlog mượn và ghi lại dữ liệu trên để lưu lại cho đời con cháu. Thưa các bạn, nếu chúng ta không ghi hình thì các con cháu chúng ta cũng không biết gì về lời tiên tri của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 500 năm về trước. Nếu quý vị nào có quyển sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, hãy liên hệ dùm cho số điện thoại của Thanh Long Vlog là 0384444119. Thanh Long xin đọc lại là 0384444119 để Thanh Long photo và làm tất cả những dữ liệu trong quyển sấm Trạng Trình mà cụ đã tiên tri để lại đời hậu thế ngày nay. Thanh Long Vlog xin đa tạ và cảm ơn. Tiếp theo kỳ tới, Việt Nam là thánh địa và địa điểm thánh nhân xuất thế, mời các bạn chờ xem. Kết thúc video, Thanh Long Vlog xin chúc quý vị cùng các bạn an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin đa tạ và cảm ơn quý vị cùng các bạn. Đắk Lắk, ngày 20 tháng 9 năm 2021. Và xin các bạn hãy đăng ký và rung chuông để xem những video kế tiếp. Thanh Long xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.